ngày đán xanh lòng con tha thiết tâm thành, mừng ngày đán xanh tình con tha thiết van xin, cho con dân Việt ngàn nơi, cho quê hương Việt sầu vơi an vui đem tới ngàn đời khổ đau. Dù sống nơi đâu lòng con vẫn nhớ đến người, dù nắng hay mưa tình con vẫn khơi tâm vui. Đêm nay trăng tròn đạn xanh, con xin dâng quỳ niềm tin tâm hương một nén chứng minh lòng thành. Phật ra đời nhân duyên đại nguyện, quên danh lợi người bỏ quyền uy, bỏ con ngoan vợ đẹp quyến ra đi, tìm chân lý đem từ bi cứu độ. Mừng ngày đán xanh trần gian mưa pháp hội nhuần, mừng ngày đán xanh hân hoan khắp cõi chư thiên. Đêm nay trăng tròn nghiêng nghiêng sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại giác cũng duyên ra đời. Sống nơi đâu lòng con vẫn nhớ đến người, dù nắng hay mưa tình con vẫn khơi tâm vui. Đêm nay trăng tròn đạn xanh, con xin dâng quỳ niềm tin tâm hương một nén chứng minh lòng thành. Phật ra đời nhân duyên đại nguyện, quên danh lợi người bỏ quyền uy, bỏ con ngoan vợ đẹp quyết ra đi, tìm chân lý đem từ bi cứu độ. Mừng ngày đán xanh trần gian mưa pháp hội nhuần, mừng ngày đán xanh hân hoan khắp cõi chư thiên. Đêm nay trăng tròn nghiêng nghiêng sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại giác duyên ra đời. Đêm nay trăng tròn nghiêng nghiêng sáng soi cung thành linh thiêng, một bậc đại giác túc duyên ra đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, Phật tử đạo tràng chùa Từ Nguyên của chúng con từ lâu mong ước được diện kiến và chiêm ngưỡng dung nghi của thầy, và mong ước được nghe pháp âm từ thầy. Hôm nay trong niềm hân hoan của người con Phật đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, đạo tràng của chúng con tổ chức pháp hội được thầy Ai Lăng Mẫn Cố quang lâm trở về đây, đang hiện diện trước tất cả chúng con. Thật là một niềm hạnh phúc vô lượng vô biên, chúng con không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả cho hết được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa là đại đức Thích Thiện Thuần, trụ trì viện chiêm tu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mà quý Phật tử thường dùng một cái từ rất là dễ thương gọi thầy là thầy bóng mây. Vâng, cô nghĩ là bóng mây này là bóng mây khí tường, thân hình nó có sức lan tỏa và che chở cho rất là nhiều người, và khắp nơi khắp chốn, không riêng tại Việt Nam mà trên khắp toàn thế giới. Hôm nay bóng mây kiết tường này hiện về bầu trời chùa Từ Nguyên. Thôi hiện giờ quý Phật tử giữ gìn yên lặng và lắng lòng để đượm nhuần pháp nhũ từ bóng mây kiết tường đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
sư thân ca và lần đầu tiên được gặp gỡ tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng, xin được kính nguyện Đức Phật gia hộ quý vị cùng gia quyến có một đời sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Kính thưa quý vị, phải nói là trên đường mà thầy từ ở ngoài Bà Rịa vào trong đây, thầy cảm thấy nó nao nao ở trong lòng, nhất là đi ngang những cái ngôi chùa thấy cờ hoa rực rỡ, thấy đèn, tự nhiên trong lòng mình giống như là mình được đi về quê của mình để mình mừng cái một cái vị thầy, một vị cha xuất hiện ở trong cái cuộc đời này bằng cái tình cảm của một đứa con khi trở về mái nhà xưa. Hồi nhỏ khi thầy đi chùa thì thầy không có cảm nhận được những cái lễ Phật đản này, chỉ biết là ở ngoài trước quỳ lại thì ở ngoài sau mình lại vậy thôi. Người ta ăn cơm thì mình ăn cơm, lâu lâu mình tách ra mình đi ăn chè. Tới khi mà xuất gia rồi đó, thầy mới cảm nhận được là cái ơn đức của Đức Phật nó lớn vô cùng. Mình đi dọc đường mắc mưa, mình ghé vô một cái nhà nào đó mình xin đục mưa, chủ nhà thấy mình lạnh run tội nghiệp, mời mình một ly trà nóng. Mình uống trà xong, mưa tạnh, mình đi rồi mấy năm sau trở lại ngang con đường đó, chúng ta cũng nhìn vô cái mái nhà đó, phải không? Để tìm ra cái chủ nhà có đứng đó không, để mình gật đầu mình chào một cái nữa, biết đâu lần này bà không mời mình ly trà mà bà đưa mình lượng vàng SGC. Nghe nó vàng, cái sáng mắt ra vàng, nó tuột giá rồi đó con. Giá cả thị trường thầy cũng biết á. Cái lòng biết ơn của mình đối với lại những ai mà chúng ta đã mang ơn, đã thọ ơn, cho dù nó trải dài ra bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, cái ơn, cái nghĩa đó nó cũng động lại trong lòng của mình. Huống chi là Đức Phật. Quý vị nghĩ coi cái ơn của Đức Phật nó lớn biết chừng nào. Vậy mà mình đệ tử Đức Phật nhiều khi không biết Đức Phật sanh ngày mấy tháng mấy nữa. Con lần thầy hỏi Phật tử chứ Đức Phật sanh ngày mấy tháng mấy, nó xin lỗi thầy con không biết. Thôi chết rồi, Phật ngồi trên bàn cũng miếu luôn. Mình phải nghĩ tới cái công ơn đó để làm gì? Để mình cố gắng cải thiện tất cả những nghiệp của mình đã lỡ gây ra, để mỗi một ngày mình hoàn thiện hơn. Đó chính là tu tập. Quá trình hoàn thiện nhân cách của mình trên ba phương diện: lời nói, hành động và suy nghĩ. Quá trình đó gọi là tu tập. Tu tập thực chất chẳng có gì mà để gọi là nó siêu hình hay nó ghê gớm cả, mà nó là những quá trình mà thay đổi từ nhiễm ô biến thành thanh tịnh, thanh tịnh hóa tất cả các nghiệp đó. Đó là quá trình tu tập của chúng ta, mà được biểu hiện ở những đóa sen. Đã thấy xung quanh đây sen quá nhiều, quý vị đếm có được bao nhiêu đóa sen? Quý vị đếm có bao nhiêu đóa sen? Bao nhiêu đó? Con đếm được mấy đó sen rồi? Xung quanh đây vậy không biết, ngồi đây mà không biết. Trời đất quỷ thần ơi, thầy cũng biết mà con không biết. Mời cô Nhuận Lan, phải không? Hay là Nhuận Lao? Phải thấy cái Nhuận Lạc à. Thấy cái tên thiêu trên cái áo kìa, chữ Chà Bá vậy đó. Cô đếm thử coi ở đây có bao nhiêu đó sen. Gì hàng hà sa số, thầy đếm thì có chục cái mà hàng hà sa số. Nói gì mà cao siêu dữ vậy, bao nhiêu đó sen? Hả? 12 hả? 10 hả? Thua rồi. Xung quanh đây là có 10 đó sen, cộng với một đóa sen ở dưới chân của thái tử là 11 đóa sen. Trước mặt thầy bao nhiêu nữa? Đó, quên đếm nữa không?
nó trước mặt thầy nữa nè. Mười mấy đó xe sau lưng thầy nữa phải không? Hố hàng. Cho nên cô này nói hằng hà sa số là đúng đó. Tức là đếm không nổi, đếm không hết thì cho hằng hà sa số. Khi thái tử vừa đản sinh ra thì theo truyền thuyết kể lại rằng có những đóa sen nâng bước chân của Đức Phật, cho nên người ta mới làm những cái bài kệ tán thán: bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Nhưng mà tại sao Đức Phật không bước lên bông bụp, không bước lên bông vạn thọ, không bước lên hoa sứ nhà nàng mà Đức Phật bước lên hoa sen? Đây là một điều mà chúng ta cần phải biết. Hôm nay trong không khí tưng bừng của tất cả những đệ tử của Đức Phật đón mừng ngày đản sinh Phật lịch 2557, thầy xin phép được trình bày với quý Phật tử của đạo tràng chùa Từ Nguyên hôm nay qua chủ đề bảy đóa sen vàng. Vỗ thêm đi. Khi mà Đức Phật vừa đản sinh ra, chọn hoa sen để mà ngài bước lên, đây chúng ta phải hiểu được một cái nghĩa lý thâm diệu, đó là bàn chân thanh tịnh của một con người thanh tịnh đương nhiên sẽ được đón bởi một đóa sen thanh tịnh. Chuyện đó bình thường, không có huyền thoại, không có gì cả, mà là một đóa sen thanh tịnh xứng đáng để đỡ gót chân cho một con người thanh tịnh. Ở đây chúng ta phải hiểu rõ ràng, đó là từ những đóa sen Đức Phật đã gửi cho chúng ta một bức thông điệp. Thứ nhất, đó là chúng ta phải tự thanh tịnh hóa tâm hồn của mình, đó là tu tập. Tại vì hoa sen là biểu trưng cho sự thanh tịnh. Quý vị biết người Ấn Độ nó điệu dữ lắm, con trai con gái gì nó cũng điệu hết á. Đi ra ngoài đường đó, nó trang sức, nó đeo đồ tùm lum tùm la. Thầy đi qua Ấn Độ này thấy đeo khủng khiếp luôn, từ trên đầu xuống tới lỗ mũi, lỗ tai, cổ, rồi tay, rồi tới chân. Hễ chỗ nào nó móc được là nó móc, nó đeo vô, đi cà sổ, cà sạc, cà sổ, cà sạc, giống đấm bóp giác hơi vậy. Thầy đi qua đó thầy mới thấy nha, không có nói thêm đâu. Đặc biệt một điều nữa là phụ nữ hoặc là đàn ông quý phái, người ta có một cái cách trang sức, đó là người ta cài hoa tươi lên trên đầu. Tức là hoa gì đẹp đó, người ta hái, người ta cài lên trên tóc. Thì người Ấn Độ người ta cài các loại hoa, nhưng mà hoa sen là không có cài. Vì ở Ấn Độ cổ đại đó, người ta có cái quan niệm rằng hoa sen là một loại hoa mang tính cách thần thánh, tinh khiết, chỉ có dâng lên cho các vị thần linh mà thôi. Cho nên người ta trang điểm, người ta không dùng hoa sen. Khi thầy đi các quốc gia mà có truyền thống Phật giáo như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia v.v., người ta vẫn trang sức hoa nha. Tức là tóc người ta búi lên rồi người ta cũng lấy hoa người ta cài, hoặc là bông lài mà mình kết thành chuỗi đó, thì người ta cũng kết thành chuỗi rồi người ta dắt lên trên đầu. Duy nhất hoa sen người ta không có trang điểm trên đầu. Người ta biểu thị cái lòng thành kính đối với hoa sen. Mà khi đi tới đó, người ta cúng hoa sen, người ta dâng lên cúng. Khi thầy đi qua Ấn Độ đó, thì thầy có một cái ngạc nhiên là bên đó sao thầy không thấy cúng hoa sen mà là cúng hoa súng. Tức là bông súng mà mình đi nấu canh chua đó, ta cúng bông súng đó, mà bông súng đủ màu hết, màu trắng, màu tím, màu vàng, màu hồng, đủ màu đẹp lắm. Nó bán ở ngoài trước những cái thánh tích của Phật giáo đó. Thì thầy nhớ là thầy tới chỗ vườn Lâm Tỳ Ni, là cái nơi mà Đức Phật đản sinh đó, hiện tại nó thuộc đó Vương quốc Nepal. Thì quý vị biết khi thầy đi tới đó thì thông thường thì cả đoàn nó sẽ mua một ôm bông súng đó, rồi bắt đầu mới chia ra cho mỗi người một cành, mà nó bán với cái giá trên trời thôi, nó cắt cổ mổ họng, bán mắc lắm mà cũng phải mua. Rồi mua rồi thành kính vô sách. Mà quý vị biết mấy người trước đi vô họ để bông tùm lum hết,
trong đoàn của thầy 80 mấy người là thầy sắp trước, sắp đặt đồ hình trước, là sẽ xếp thành từng hình bông nó để dài. Thì thầy là được chia 3 cái, tức là mấy thầy là được 3 cái bông, còn Phật tử là mỗi người được 2 cành thôi. Mà quý vị biết, người ta đem bông súng vô người ta cúng dường đẹp lắm. Mà cái bông súng Ấn Độ thầy cũng thấy nó đẹp rất là đẹp. Thầy đi, thầy để ý thầy không thấy bông sen, tới khi mà đi ra những cánh đồng thì mới thấy bông sen, còn toàn bộ là bông súng hết. Cho nên người Ấn Độ đó, đối với lại cái hoa sen, người ta có một cái sự tôn kính đặc biệt từ ngàn xưa. Cho nên nếu như Đức Phật không dùng phương tiện mà thị hiện bước lên bông sen thì đâu có được người dân người ta tôn kính. Từ cái tín ngưỡng dân gian của người Ấn Độ ngày xưa tôn kính hoa sen, cho nên Đức Phật mới phương tiện để mượn hoa sen mà bước lên khi chào đời. Đây là một cái phương tiện phải nói hết sức là khéo léo để Đức Phật hiện diện trong cuộc đời này bằng một cái niềm tôn kính của mọi người hướng về Ngài. Chứ bây giờ nếu như Đức Phật mà bước lên cái bông cẩm chướng, bước lên cái bông hồng thì người dân Ấn Độ người ta đâu có coi ra gì, phải không? Cho nên Đức Phật bước trên hoa sen. Đây là phương tiện quyền xảo. Và chúng ta phải hiểu dưới ý nghĩa của Đại Thừa Giáo. Hoa sen biểu thị cho sự tinh khiết. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta, muốn an lạc trong cuộc đời, không có gì bằng anh tự làm sạch lấy thân tâm của anh. Thân là nói về nghiệp của thân, chứ không phải là chúng ta tắm mà chúng ta xịt dầu thơm cho nó sạch, cho nó thơm. Xin lỗi, không có đâu. Xịt cho thơm mà đụng ai khiều nấy, móc nấy, rồi ngày cào cấu người ta móng tay cho để cho dài, để chụp vô giống ngũ âm bạch cấu trảo của Chu Chỉ Nhược đánh là thua rồi. Tức là về thân phải thanh tịnh. Đây muốn nói về các nghiệp của thân, tay chân hoặc là mình mẩy đầu mắt rồi này kia trên thân, chúng ta phải trong sạch nó. Bàn tay này để làm gì? Bàn tay để viết lên những câu nói yêu thương, để viết những dòng chữ bằng niềm tin, bằng trái tim gửi cho nhau, chứ không phải để viết những tin nhắn tao hận mày. Thầy thấy có nhiều Phật tử đưa cho thầy coi tin nhắn, thầy thấy tội nghiệp quá. Giống như là cái anh đó, anh đưa tin nhắn cho thầy, nói thầy giờ bạn gái đấy nó gửi cho con 3 chữ là em hận anh, giờ con trả lời làm sao? Thầy nói thì con trả lời là 3 chữ. Nó hỏi 3 chữ gì, thầy nói anh giải thoát. Phải không mấy anh? Trời ơi, ta cưới là cưới vợ hiền, chứ rước chi cái con cằn này chưa chi mà nó tôi hận ông là tôi chết rồi, phải không quý vị? Cho nên là thôi, cứ trả lời 3 chữ bình thường, anh giải thoát. Đó, nó cũng nghe lời đi. Nó nhắn liền, anh giải thoát, xong con nhỏ rồi gọi điện cho nó liền. Ngay trước mặt thầy, nó không dám bắt máy, thầy nó bắt đi con. Bắt mở lo lên, cái bà bên kia bà khóc hụ. Tôi lầm địa chỉ rồi, tôi thương ông là tôi lầm ông rồi. Trời ơi, ông giải thoát cái gì, ông là sở khanh, ông là quỷ ác, ông là tùm lum, cho bắt thầy nghe. Thầy thấy đúng là nhân nào quả nấy. Thầy suối nó. Cho nên bây giờ thầy nghe, đúng là nhân quả. Cho nên Đức Phật ra đời bước trên bông sen cũng nhằm trao cho chúng ta một bức thông điệp là nhân quả rất rõ ràng. Vì sao? Vì trong một cái gương sen, trong cái bông sen này nó có cái gương nè. Trong cái gương sen nó có luôn cái hột sen này. Duy nhất chỉ có bông sen mới có thôi. Còn những cái loại bông khác nó không có hột liền đâu nha quý vị. Chỉ có bông sen khi nó tượng là một cái búp nhỏ còn ở dưới gốc đó, trong đó nó cũng có một cái gương sen nhỏ. Và trong cái gương sen nhỏ nó đã có hột sen nhỏ. Cho nên bông là nhân, gương sen ở trong có cái hột là quả. Mà đồng thời cái gương, cái hột đó nó lớn lên, nó sẽ biến thành nhân và nở ra cái bông là quả. Như vậy Đức Phật muốn cho chúng ta biết được rằng nhân quả, quả nhân nó chồng chéo nhau, và đó sòng phẳng nhất trong cuộc đời này. Chúng ta phải tin nhân quả. Quý vị đồng ý không? À, vậy mà có nhiều người không tin nhân quả, tự nhiên đi tới chùa thầy quý sướng lại thầy rờ cái đầu giùm con chứ con khỏe, con hết bệnh. Trời, thầy nói tôi tu đạo Phật chứ đâu phải tu đạo rờ đâu. Tự nhiên tới bắt thầy rờ à. Cái đó là mê tín. Cái gì cười ghê à. Quý vị đồng ý không? Tự nhiên cái bắt thầy rờ cái hết bệnh. Nếu vậy thầy nói thầy vô bệnh viện chỉ cần thầy rờ cái bệnh nhân,
ta khỏe hết rồi, khỏi trị bệnh, coi như dẹp luôn bệnh viện, bác sĩ coi như ế nhẹ dẹp tiệm luôn. Phi nhân quả là không thể chấp nhận được. Đức Phật gửi cho chúng ta bức thông điệp nhân quả để chúng ta giải thoát ra rất nhiều điều khổ đau mà người dân Ấn Độ bị kẹt vào, đó là thần linh. Họ rất sợ thần linh, họ rất tôn kính thần linh nhưng mà sợ thần linh lắm. Và họ tin tưởng rằng có thần linh đứng phía sau để ban phước giáng họa cho họ. Nhưng mà họ sai lầm rồi. Không có ai mà can thiệp vào cho chúng ta mà thương mình để kéo mình lên thiên đàng, mà ghét mình để đạp mình xuống địa ngục, hoàn toàn không có chuyện đó. Cho nên Đức Phật giải phóng cho người Ấn Độ thời bấy giờ bước ra một cái vùng cương tỏa mới, đó là không bị cái vòng vây của thần linh áp chế nữa. Mình làm cái gì, mình là người chủ động làm, mình sẽ là người nhận lấy cái hành động đó. Gieo nhân sẽ gặt quả. Có cái quả nó đến với cái nhân nó nhanh, nhưng mà có cái quả nó đến với cái nhân nó chậm. Ví dụ như là thầy đánh vào cái chuông, đó là nhân. Cái chuông nó phát ra tiếng ngân vang, đó là quả. Hãy đánh vô cái ngay cái bon liền, nó nhanh. Nhưng mà hãy mình nuôi đứa con mà cho tới khi nó thành đạt ít nhất cũng phải 30 năm, phải không quý vị? Chứ mình mới đẻ ra cái mình đòi cho nó thành đạt, làm sao thành đạt được? Nó mình phải nuôi nó, mình chăm sóc, xin lỗi còn chưa chắc kìa. Nó đưa tiền cho nó thì nó mẹ mẹ, chứ còn không đưa tiền nó bà keo kiệt. Đó, có mấy người Phật tử tới nói thầy mắng vốn. Tại vì mấy đứa con của mấy bà đó là đệ tử thầy. Thầy nó ngộ không, bộ thầy suối nó hả? Nó đệ tử của thầy đó, con cho tiền nó thì nó ngọt ngọt, mẹ mẹ con còn không cho tiền là bà với tôi thôi. Thầy hỏi rồi cô làm gì? Con cũng phải cho tiền nó chứ bây giờ sao? Không cho nó đâu được, mà nó có vợ có con rồi đó, mà cũng phải cho tiền nó rồi nuôi luôn vợ nó rồi nuôi luôn con nó, tối ngày nó xách xe chạy nhõng nhõng ngoài đường thôi. Vậy mà cuối cùng đi vô chùa lại Phật cũng xin cho con của mình được bình yên, nghề nghiệp ổn định, trong khi nó thì đi phá, đi quậy, đi lạng lách, còn bả thì đi cầu xin. Thì thấy hai chuyện này nó không có dính liền với nhau, chứng tỏ là mình không có hiểu nhân quả. Từ nhân tới quả nó phải có một cái thời gian, chứ đâu có thể nào mà chúng ta gieo trồng là chúng ta có ăn liền được. Trồng lúa thì ít nhất cũng phải 3 tháng, trồng sầu riêng cũng phải mấy năm phải không? Sầu riêng ghép thì bây giờ nó 2-3 năm, chứ hồi đó trồng sầu riêng là cũng 20 năm trở lên mới có ăn. Đó là mình trồng cho con mình ăn đó, chứ còn tới khi mình mà sầu riêng có trái là mình răng rụng hết rồi, không có cạp nổi sầu riêng đâu. Chúng ta hiểu được nhân quả, tự mình sẽ thoát ra được những cái sự trói buộc bởi những tín ngưỡng hết sức là kỳ quái của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ở bên Ấn Độ, quý vị biết người ta tôn kính thần linh. Ngay bây giờ người ta cũng còn tôn trọng thần linh. Và người ta tin rằng khi mà cúng bái cho thần linh đó, người ta sẽ được phước. Càng phước nhiều thì người ta sẽ được sanh lên cõi trời, đặc biệt đó là cõi trời phàm. Khi thầy đi tới sông Hằng ở Ấn Độ đó, quý vị biết cũng có nhiều ông đạo sĩ đi xuống đó tắm, cúng nước, rồi có đốt đèn, đốt hoa rải, cũng giống y như thời Đức Phật. Trải qua 2.000 mấy trăm năm, tín ngưỡng nó vẫn còn. Và người ta tin tưởng rằng xuống cái dòng sông đó người ta tắm, hoặc là chết mà bỏ cái tro cốt mình xuống, hay là quăng cái xác mình xuống đó, thì sẽ được sanh lên cõi trời. Họ tin lạ lùng vậy đó. Rồi họ nấu thức ăn để cúng cho thần linh, thì chỉ có những người ở cái đẳng cấp cao trong xã hội mới được tham dự. Còn nếu như là những người ở đẳng cấp thấp làm đầy tớ này kia là không có được tham dự. Thậm chí mà cái người đó mà nhìn vào thức ăn thì thức ăn đã dơ, phải đem đổ đi. Có những câu chuyện được kể lại trong kinh hết sức là thảm khốc. Đó là những người hầu mà thấy thèm quá bốc thức ăn ăn, bị chủ phát hiện thấy là nó đưa ra cái luật là thọt tay vào trong cái chảo đang nấu sôi. Nếu như mà không bị phỏng thì như vậy là thần linh đã tha thứ cho người này. Nó ác gì quý vị nghĩ, cái chảo đang nấu sôi thọt vô nó phỏng không? Nó không phỏng, mà khi dở lên nó mất hết thịt còn xương không? Nó chính nó tuột thịt ra, cái nồi cháo nó thêm ngọt. Nói nghe ớn quá. Như vậy mà người ta vẫn tin. Người Ấn Độ họ rất là mù quáng. Trong cái bối cảnh Đức Phật ra đời, người ta cứ tin vào thần linh thôi, chứ người ta hoàn toàn không tin nhân quả. Cho nên phân chia ra giai cấp. Hễ mà anh là người giàu có thì sanh ra con giàu có,
đời sau cũng được đầu thai vào người giàu có. Anh mà làm vua thì con anh làm vua, rồi sanh ra đời sau anh cũng làm vua. Còn mày mà làm đầy tớ thì mày cũng thầy tớ, con mày cũng đầy tớ, mày đầu thai 100 kiếp cũng làm đầy tớ. Hoàn toàn không có chuyện đó. Chúng sanh là luân hồi ở trong ba nẻo sáu đường. Đức Phật dạy trong Phạm Võng Bồ Tát Giới đó, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả những con thú đều là thân cũ của mình, cũng có thể là quyến thuộc của mình. Chúng ta thác sanh từ nơi đó. Người Ấn Độ xưa người ta tin một cách mù quáng triệt để, không hiểu nhân quả, không tin nhân quả. Cho nên nó có nhiều cái đạo lý rất là kỳ quái đặc biệt đưa ra, và người ta phải làm theo cái những cái điều lệ đó mà họ không hiểu, họ vẫn phải làm. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh nhân quả ở tại cái hoa sen này, chỉ có Đức Phật ra đời, Đức Phật mới nhấn mạnh và giới thiệu cho chúng ta rằng nhân quả chi phối hết chúng ta trong cuộc đời này. Làm cái gì cũng gặt lấy cái hậu quả của nó. Cho dù gieo cái nhân vô tình, nó cũng sẽ đưa đến cái quả vô tình. Có một vị Phật tử đó hỏi thầy là: thưa thầy, con ăn chay, nhưng mà ba mẹ chồng con không ăn chay, chồng con cũng không ăn chay, mà tất cả những người này đều muốn ăn thịt những con còn sống. Con đi mua những cái đồ sẵn trong siêu thị về là không ăn, phải đem về mà giết ngay trước mặt, đập đầu ngay trước mặt thì ông bà mới chịu ăn. Thì như vậy con có bị quả báo không? Con bây giờ con sợ lắm rồi. Bắt con phải cắt cổ gà, cắt cổ vịt, rồi bắt con phải đập đầu cá mà đem về cho bà thấy thì bà mới ăn, còn không là bà không ăn. Bà giận, bà buồn, rồi bà bệnh, rồi chồng con cũng cằn nhằn. Thì con hỏi thầy bây giờ con phải làm sao? Con không có muốn, cho nên lần nào mà con cắt cổ con cũng đọc chú giảng sanh cho nó hết á. Con nói là tao không có gì nghiệp gì với mày hết trơn, tại vì ba mẹ chồng tao thích ăn cho nên tao phải cắt cổ mày, chứ mày đừng có kiếm tao, mày kiếm ông bà đi. Thầy nói cái này hơi lạ, ông bà có cắt cổ nó đâu, con cắt cổ mà nó đi kiếm quan gia thì có gì, có chủ à, nó có đầu có chủ hết, nó đi kiếm chủ kiếm đầu nó đòi, chứ tự nhiên đi kiếm khơi khơi tao quánh cho bỏ mạng, phải không quý vị? Đòi nợ không có trúng chỗ là tao quýnh chết á. Theo quý vị thì cái cô này cô có tội không? Cô có bị quả báo không? Có hết. Thậm chí mình ăn những cái con thú mà đã chết rồi, người ta giết sẵn rồi đó, mình cũng vẫn bị cộng nghiệp với cái người mà giết chết. Tại vì sao? Một là tự mình giết, hai là xúi bảo người khác giết, ba là thấy người khác giết mình vui theo, ba cái đó tội bằng nhau. Đó, cái chị này chị nói con đâu có giết đâu, có cái người Phật tử nói con đâu có giết, con mua con kêu người ta làm. Thầy nói con không làm con xúi người ta làm thì con là tổ cha tội rồi. Cũng giống như mình á, thầy không uống rượu mình xúi người ta uống rượu, nó mày uống đi con, liền làm ly. Trong Phạm Võng Bồ Tát Giới nói người uống rượu thì phạm tội ít, mà người đưa rượu cho người khác uống mất quả báo 500 đời không có tay. Đó, trong đây ai xúi người khác uống rượu, ép người khác uống rượu đâu giơ tay thầy coi. Nhiều. Đó, tại vì sao? Vui cũng uống, buồn cũng uống, phải không? Mà không vui không buồn cũng uống, rồi ép người khác uống, dụ người khác uống, đủ thứ chuyện hết. Cho nên thầy nói với cái vị Phật tử đó là con vẫn mang tội sát, vì chính tay con sát sanh thì con vẫn mang nghiệp sát. Vị Phật tử nó con không có muốn gì, hoàn cảnh ép con làm, cho nên con làm con nghĩ con không có tội thì nó sống tội được. Nhân quả nó rất là rõ ràng. Khi Đức Phật còn tại thế, quý vị biết có một cái vụ án xảy ra rất là khó chịu. Đó là có hai cha con, một thầy tỳ kheo nọ, người cha thì già, người con thì trẻ, cả hai đều xuất gia. Một bữa nọ hai cha con đi khất thực. Đi khất thực về thì trên đường đi về đó thì mưa, nó đổ mưa xuống lớn quá. Thì hai cha con mới tìm tới một cái gốc cây để trú mưa. Thì cái người con đó mới đẩy cái người cha, đẩy cái ông thầy cha đó đi nhanh hơn, thì vô tình cái người cha té dấp xuống đập đầu vô cái rễ cây chết. Thì cái chuyện đó nó bắt đầu nó lan ra, thì người mấy thầy đó
không có biết sự việc mới cho rằng cái ông thầy tỳ kheo con này là giết ông thầy tỳ kheo cha, đem tới thưa với Đức Phật. Mà hễ phạm tội giết người thì coi như là phạm tội trọng rồi, coi như là không có được làm tỳ kheo nữa, không có được thành người tu nữa, trả về cho dân và vua sẽ xử án theo kiểu dân sự. Bây giờ cũng dạy người tu mà phạm pháp không đúng thì giáo hội sẽ chính thức tước quyền tu sĩ của người đó, thu y bát lại và trả về dân sự, và pháp luật sẽ xử lý theo dân sự, theo hiến chương của giáo hội bây giờ. Thì Đức Phật mới hỏi cái thầy này là tại sao mà như thế. Thì thầy tỳ kheo con mới kể hết, là bạch Đức Thế Tôn, là do con đẩy cha con vì con muốn đi nhanh hơn vào trong cái cây mà vô tình cha con bị té dấp cái rễ cây rồi đập đầu chết thôi. Thì Đức Phật nói như vậy không có tội. Thì các thầy tỳ kheo nói tại sao vậy. Đức Phật mới nói là vì đời trước hai người này cũng là cha con nhưng mà lộn ngược với nhau. Nó người cha là con, người con là cha. Thì đang đi làm rẫy, rồi tới giấc trưa vô trong gốc cây nằm ngủ, ăn trưa xong rồi nằm ngủ ở gốc cây. Thì người con thấy người cha nó nằm ngủ ngon quá, mà có một con rùa nó bay đậu ngay trước mặt. Thì người con mới lấy cái cây mới đuổi, mới quờ mới đuổi. Mà con rùa này nó lì ghê, nó bay cái vòng nó bay lại nó đậu nữa. Thì ông này ông quơ nhanh quá, sao đập trúng ngay cái trán ông cha chết tươi. Thì Đức Phật nói đời trước cái người con đã vô tình giết chết người cha, gieo cái nhân vô tình, cho nên đời này đầu thai lại làm cha sẽ gặp lấy cái quả vô tình là người con đẩy đi đụng gấp dắt cái rễ cây té chết. Nhân quả rất sòng phẳng, không xê chạy chỗ nào được hết. Quý vị biết không, bao giờ nó lộn ở chỗ nào hết. Nhân quả rất là rõ ràng, hễ gieo nhân thì sẽ gặt quả. Nhân quả nó có điều nó tới chậm, nó tới nhanh hay tới chậm mà thôi. Giống như giọt mưa trước mái nhà nó chảy xuống, quý vị thấy giọt nước trước nó nhiễu xuống chỗ nào thì giọt sau nó nhiễu ngay chỗ đó. Nhân quả rất là sòng phẳng. Mưa lớn thì giọt mưa nó nhiễu xuống nhanh hơn, mưa nhỏ thì giọt nó nhiễu chậm hơn. Quý vị đừng có thắc mắc tại sao có nhiều người tạo ác nghiệp, gây những cái điều mà ác độc mà họ vẫn giàu có, họ vẫn sống phay phay. Thật ra chưa tới, cái quả nó chưa có trổ. Hiện tại họ sống thanh thản, sống phay phay đó là họ đang hưởng cái phước thừa của cái nhân đời trước. Còn cái nhân hiện tại họ đang gây nè, chưa tới đó, từ từ rồi cũng tới thôi con. Đừng có ngon mà đứng đó mà nhịp chân, không thể xe chạy. Quý vị nhớ cách đây mười mấy năm có cái chuyện mà cái bà ngoài chỗ kinh Tàu Hủ mà bà nhảy trên lầu xuống tự tử đó, nhớ không? Bà phóng lầu năm bà nhảy xuống bà tự tử, mà bà đè cái ông trèo ghe ngang, ông gãy cổ chết, còn bà gãy tay bà sống. Bà không nhảy sớm, không nhảy muộn, nó canh ngay lúc cái ông này trèo ghe ngang nhảy ra cái dèo đó, tôi muốn chết, té ra đè cái ông ở dưới chết, còn bà sống. Bây giờ bắt bà ở tù không? Sao bắt được? Bà đâu phải bà muốn giết ông này, bà muốn tự tử bà chết, cho nên bà lấy cái đà bà phóng cho xa ra, mà phóng từ trong nhà phóng ra, mà phóng rớt xuống đè ngay cái ông trèo ghe tới, ông chết, còn bà sống. Tại sao ổng không trèo sớm một chút, không lui lại chậm một chút, còn bà này không nhảy sớm một chút, nhảy muộn mà nhảy ngay cái lúc ổng trèo tới. Thì mình biết ngay đây là nhân quả vô tình từ đời trước. Ông này phải làm gì đó cho bà này chết, vô tình là làm cho bà chết. Cho nên đời này là tự nhiên nó không sớm không muộn trèo ngay tới đó, bà nhảy xuống cái tởm chúng ổng chết tươi. Quý vị nhớ câu chuyện này không? Lâu rồi đăng báo đó. Tức là nhân vô tình nó sẽ đưa tới quả vô tình, không xê chạy đâu được hết. Người mà tin vào nhân quả, hiểu được nhân quả, người đó sẽ làm chủ được vận mệnh của mình. Chứ mình không có tin vô thần thánh, hung dữ như quỷ mà đòi thành công, trời ơi, sao thành công được? Còn chuyên môn là hơn thua người này, hận thù người kia, ích kỷ, ghen tị, đủ thứ hết, mà mong cho mọi người thương yêu mình, không có vụ án đó đâu con. Trừ khi nào mình hiền lành, mình ngọt ngào, mình dễ thương, mình sống bao dung thì người khác mới thương mình. Đằng này người ta nói một câu mình chọt cái miệng nói cho ba câu, con mắt thấy tròng trắng không thấy tròng đen, trợn lên trợn xuống vậy mà. Trời ơi, em hiền lành, em dễ thương, chuyện này chắc em ở hành tinh khác mới xuống rồi đó con. Phải không quý vị? Khi chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ thoát ra được những cái ràng buộc, những cái ràng buộc bởi những giáo điều không hợp lý mà thời xưa người ta đã ràng buộc chúng ta.
Những cái người đời xưa người ta đặt ra những cái điều đó nó phi lý. Giống như là bây giờ đó, trời nắng chang chang, ra đứng ngoài đồng rồi co chân lên, giơ tay lên để giết đi cái cảm giác của mình không còn tê, không còn mỏi nữa, thì sau khi chết hạ gục xuống đó thì sẽ được sanh lên cõi trời. Có sanh không? Sao sanh được? Lúc Đức Phật còn tại thế có hai ông đạo sĩ rất là nổi tiếng. Một ông đạo sĩ tu theo hạnh con bò, một ông đạo sĩ tu theo hạnh con chó. Tức là con bò làm sao ông làm y vậy, rồi ông cũng kêu ụm bò y vậy, rồi ông cũng cạp cỏ ông ăn vậy. Ông tu theo hạnh con chó thì ông làm giống y với con chó, không khác một chút. Mà quý vị biết hai ông đạo sĩ này đó, ông tu tập cái hạnh này 30 năm, ghê gớm vậy đó. Ông tin chắc rằng là sau khi ông chết ông sẽ được sanh lên cõi trời. Nhưng mà ông muốn chính Đức Phật tuyên bố cái điều này. Cho nên khi gặp Đức Phật thì hai ông mới mon men tới, mới thưa với là Đức Phật, là thưa Đức Phật, tôi tu theo hạnh con bò như vậy, sau khi chết tôi sanh về đâu? Nhưng mà ông biết chắc rằng Đức Phật sẽ nói ông sanh lên cõi trời, vì ông muốn chính Đức Phật tuyên bố. Thì Đức Phật nói không, tôi không nói đâu. Thì các ông tu theo hạnh con chó cũng kể, rồi hỏi là sau khi chết tôi sẽ sanh về đâu, Đức Phật cũng từ chối, thôi tôi không nói đâu. Thì hai ông này mới năn nỉ, thôi nói đi mà, nói đi, nói cho tôi biết coi tôi sanh về đâu. Vì ông biết chắc Đức Phật sẽ nói sanh lên cõi trời. Thì các ông tu theo hạnh con bò, ông năn nỉ quá, Đức Phật nói thôi được rồi tôi nói. Ông tu theo hạnh con bò thì ông sẽ thành con bò. Ông mới té ngửa ra, ông nói trời, tôi bỏ ra 30 năm tôi tu hành mà tôi thành con bò, đời sau tôi thành con bò, vậy tôi tu làm gì? Đức Phật nó khỏi đời sau, bây giờ ông đã thành con bò rồi. Quý vị thấy Đức Phật mình dễ thương không? Đức Phật nó khỏi cần ông chết để ông đầu thai sanh đi đâu hết, mà ngay bây giờ là ông đã thành con bò rồi. Ông cũng bò bốn chân như nó, ông cũng kêu ụm bò, ông cũng cạp cỏ ông ăn, thì ông đã thành con bò ngay bây giờ rồi. Ông nghe Diễm buồn quá, ông nói rồi còn bạn tôi thì thành gì? Đức Phật này thành con chó. Nó khỏi cần chết, khỏi cần tái sinh, ngay bây giờ đã thành rồi. Hãy gieo nhân nào thì thành cái quả nấy. Khi chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ bước qua được một chân trời mới. Mà chân trời đó mình hiểu được rằng chính mình làm chủ cho vận mệnh của mình, chứ không một bàn tay thần thánh nào thò vào để đặt lên cho mình. Cho nên tất cả những mê tín đều không có. Quý vị biết khi thầy đi ra ngoài Bắc đó, thầy thấy các Phật tử ngoài đó đi vô trong chùa đó cúng lại Phật, rồi bắt đầu nó có một cái cách cúng rất là lạ, là rải tiền. Nó có cái dịch vụ đổi tiền nha, tờ giấy 200 đồng, quý vị còn thấy cái tờ 200 đồng không? 200 mà không có mua được cục kẹo đó, bây giờ ngoài Bắc còn xài. Chứ các chùa đó, ta đổi 10 ngàn, nó đổi còn 8 ngàn. Nó đưa cho mình cọc 200, 500, bắt đầu vô rải tứ từ trên đầu Phật xuống tới dưới tay. Họ quan niệm rằng đưa tiền cho Phật, đưa đi thì mình sẽ có tiền. Nó, thầy nói chưa chỉ là thấy mất tiền rồi chứ có gì. Cho nên thầy tội nghiệp mấy sư, mấy thầy ngoài miền Bắc lắm, thế nào cũng bị ung thư móng tay đó. Đếm tiền mà đếm tiền lẻ không à. Trời ơi, gom lần cả bao, nguyên một bao luôn, đếm ra có 500 ngàn. Trời ơi, đếm muốn học gạch luôn. Thấy tội nghiệp. Rồi bắt đầu đi khấn vái đủ thứ hết. Mà quý vị biết khấn vái là van xin đủ điều. Thấy tội quá. Chính thầy nghe mà, nghe cái vị Phật tử đó khấn mà, khấn bằng tiếng Bắc, quý vị biết người Bắc mà, thầy mắc cười mà thầy không dám cười, thầy cười thầy sợ bá chửi. Con nại chín phương trời, con nại mười phương Phật, cho con mua mai bán đắt. Công an có mắt như mù, có tay như điếc, có mồm như câm. Thầy nói bà này bán đi buôn lậu là chắc chắn như vậy luôn. Nói có người nghe đe, có người sợ một vốn bốn lời. Ôi giời ơi, bán kiểu này là thôi năm ba và cất nhà 4-5 tấm rồi. Vô lý. Đi buôn đi bán mà rủ Phật là đi buôn lậu với bả. Cái kiểu đó rủ Phật đi buôn lậu rồi đố Phật. Phật nào mà rảnh thì bịt mắt công an, thì bịt tai công an, thì bịt miệng công an. Quý vị nghĩ có tội nghiệp Đức Phật không? Trời ơi, Đức Phật thị hiện xuống cõi đời này, trao bức thông điệp thánh thiện cho chúng sanh vậy mà tối ngày cứ bắt Đức Phật đi bịt tai bịt mắt công an, không tội nghiệp Đức Phật quá. Mà thầy mắc cười lắm, mà thầy không dám cười, thầy cười thì sợ bà chửi. Mà quý vị biết bà cúng cái gì không? Một mâm xôi gà, một mâm xôi trên đó có con gà nữa, bẻ cái đầu con gà ngược lại, trời thầy nhìn thầy thấy tội lỗi sao đâu á.
xong rồi bà cúng nó đã, bà khấn bà lại cho cả buổi trời 15 phút, xong bà bưng mâm xôi gà đi về. Chưa ở đâu, bà bưng đi ra tới cửa ngõ bà gặp ông sư. Ôi trời ơi, con mong được gặp sư cụ quá, sư cụ có ăn xôi gà không, có để lại nữa con. Thầy đi tới, thầy thấy không, bà mời ông sư cụ ăn con gà, xôi gà, tự nhiên thầy nổi da gà hết rồi. Thầy thụt lùi lại, thầy để coi có ông sư cụ này có nhận không. Theo quý vị ông có nhận không? Sai lầm rồi con. Ông sư cụ này nhận. Thì cái phong tục ở ngoài đó người ta không có ăn chay, đã không ăn chay cho nên là chuyện đó bình thường. Còn ở đâu trong này là quý thầy quý cô người ta ăn chay, cái tập quán ở trong miền Nam là ăn chay, còn ở miền Bắc là người ta không có ăn chay. Cũng có những chùa ăn chay, cũng có những vị tôn túc ăn chay trường, nhưng mà có những vị chỉ ăn chay kỳ thôi, tháng ăn mấy ngày. Trong chùa có nuôi vịt nữa cho nên khách tới nhiều khi làm cháo vịt mà đại khách ấy. Thầy đi tới chùa là thấy có mấy sư thầy nữa, trời ơi xăng quần lên tới đùi vậy, hỏi làm gì vớt bèo cho heo ăn để nuôi nợ. Thấy tội nghiệp quá, nhưng mà mình không có dám nói đâu, không có nói được, tại vì cái tập quán đó rồi mà nói không có được, mà nói là các sư ngoài đó người ta không có quan hỷ. Thì quý vị biết đó, khi mà chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ không bao giờ bị thần linh ám muội mình cái gì hết. Tại vì mình không có tin là thần linh sẽ can thiệp vào đời sống của mình. Không có ai can thiệp được, mình mới là cái người gánh lấy hậu quả từ bản thân mình gây ra. Quý vị biết đó, có những người Phật tử mà ăn trầu, quý vị nhớ không? Thầy gớm như người ăn trầu ghê lắm. Ăn cà bõm cà bẻm, sao mà cà phẹt thì ghê ghê quá. Thầy gớm gì đâu là gớm, thầy gặp mấy người ăn trầu là thầy né. Vậy mà bữa đó con cái bà đó bắt tới bà chào thầy A Di Đà Phật, con chào thầy, bà vừa cúi xuống cái gì cái bà áp xì cái nguyên cái trầu vô mặt thầy, nguyên cái họng trầu bả vô mặt thầy, thầy em biết né chỗ nào hết trời. Thầy trăm mình người thầy ngồi để thầy chịu trầm. Thầy biết ngay nhân quả, tại thầy hay ghét mấy cái bà ăn trầu, thầy hay la mấy cái bà ăn trầu phẹt phun té ra. Bây giờ cái bà này sớm không nhảy mũi, muộn không nhảy mũi, nhầm lúc bà chào thầy bà cúi xuống mà cắt thầy có một thước à. Thầy bà áp xì thì thôi thầy lãnh đủ rồi, trời ơi thầy gớm. Bây giờ nhắc tới thầy còn gớm cái mặt này, cái cảm giác mà trầu nó nóng nóng lắm như mặt. Quý vị biết thầy không dám lấy cái tay thầy chùi luôn á, thầy gớm tới cái mức đó thầy phải đi ra đó, thầy múc nước mà thầy dội, mà thầy cúi cái đầu xuống thầy dội, quý vị biết dội ướt luôn áo quần luôn, thầy gớm mà. Mà thầy không hiểu sao cái mùi trầu nó ám ảnh thầy suốt một ngày đó. Thầy không ăn được, thầy nghe mùi trầu không, trong bụng thầy nghĩ chết mày rồi kìa, mày hay chọt mấy cái bà ăn trầu, bây giờ mày lẫm đủ cái họng trầu của bà. Nhân quả nó sòng phẳng lắm. Mình không chịu nhìn lại bản thân của mình, tất cả những nghiệp mình đã gây tạo, vậy mà mình cứ đòi hỏi người khác phải thương yêu mình, phải chiều chuộng mình, đụng chuyện cái mình sụ mặt. Rồi mình hỏi tại sao vậy? Bây giờ quý vị có giải đáp được những dấu hỏi lớn trong cuộc đời của mình. Tại sao ông đối xử tệ với tôi? Tại sao tôi tốt với ông mà ông đối xử với tôi quá là tàn nhẫn? Tại sao quý vị không bao giờ giải đáp được? Đó là nhân quả thôi. Quý vị biết, chúng ta không bao giờ tìm được lời giải đáp cho những dấu hỏi trong cuộc đời của mình, phải không quý vị? Khi mình hiểu được nhân quả, chúng ta không cần phải thắc mắc nữa. Mình từng làm khổ người ta trong quá khứ, thì bây giờ người ta sẽ làm khổ lại mình. Chuyện đó bình thường. Ở đây khi chúng ta hiểu nhân quả, lòng chúng ta sẽ thanh thản hơn, chứ không phải là mình bắt than cho mấy người đã tiếp tục làm khổ mình. Quý vị phải nhớ nha, khi mình hiểu được nhân quả, lòng mình thanh thản hơn là mình chấp nhận được. Khi mình khoan hỷ, mình chấp nhận thì chúng ta sẽ không khổ. Còn ép mình để cho mình nhận, mình rất là khổ. Tức là buộc mình phải chịu đựng, phải chấp nhận thì chúng ta khổ sở lắm. Còn đằng này mình vui vẻ, mình chấp nhận thì chúng ta sẽ cảm thấy nó thanh thản hơn. Điều này rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy, ai hiểu được nhân quả, tin nhân quả thì người đó sẽ tự giải thoát được những buộc ràng bởi những phiền muộn do ái nhiễm con người gây ra. Thật ra mình giận ai? Có giận người hàng xóm không? Mấy đứa con có giận cái bà hàng xóm không?
Mắc gì đi giận bà? Mình đi giận những người mình thương yêu, phải không? Người xa lạ mình có trách móc, mình có giỏi hờn không? Không. Mình chỉ trách những người mà mình quý mến, mình hy sinh. Nhưng bây giờ họ không đáp ứng đúng cái tình cảm của mình giống như mình mong mỏi. Họ không có giống như mình suy nghĩ, họ đối xử với mình tệ quá, cho nên mình buồn. Ôi ta buồn, ta đi lang thang đó. Chứ biết làm gì, lang thang hơi vô chùa. Vô chùa xong rồi trút hết cái muộn phiền cho ông thầy, ông nghe xong té ngửa ra, ông chết cũng còn nói. Quý vị biết có nhiều Phật tử đi tới chùa, thầy dễ thương lắm. Trời ơi, con mong con gặp thầy, con khổ lắm, đời con nó khổ hơn đời cô lụ nữa. Tới nói cho đã, con khổ vì chồng, khổ vì con, nói xong đứng dậy, con cảm ơn thầy đã nghe con nói xong, cái đứng dậy đi về, không cho thầy nói câu nào hết. Tức là bí quá, ở nhà không có nói được với ai hết. Không nói được với ai, chỉ cứ kiếm thầy tới nói cho đã, đời không cần nghe lời khuyên gì. Con cảm ơn thầy nãy giờ kiên nhẫn nghe con nói, con cảm ơn thầy nhiều lắm, thôi con đi về. Thầy không nói được tiếng nào, trong bụng này nghĩ bà này bà vô duyên quá, bà khổ phải. Quá là vô duyên, phải không cái gì? Ít nhất cũng phải để cho mình nói một câu chứ. Lần này tới nói mà vừa nói rồi khóc khóc xong rồi nói. Chồng làm khổ, con làm khổ, rồi mẹ chồng làm khổ, rồi bạn làm khổ, đời của khổ, nó khổ quá là khổ. Tới nói mà nói cả tiếng đồng hồ, quý vị biết nó nhiều chuyện ghê lắm. Trong bụng này suy nghĩ, ủa cái chuyện này chỉ tốt quá mà sao chỉ khổ vậy? Chồng cũng xấu, con cũng xấu, mẹ chồng cũng xấu, bả số 1 La Mã mà sao bả bị người ta đối xử tệ này, hay lạ à nha. Thầy chờ để bả nói xong để thầy hỏi mà bả không cho thầy cơ hội nói xong đứng dậy phủi áo con cảm ơn thầy đi gì à. Nó ngộ vậy. Thật ra những người Phật tử này rất là đáng thương. Tức là họ cô đơn quá, không có một người bạn để chia sẻ. Người chồng cũng không có thể chia sẻ được, cho nên chưa chắc chồng với vợ là người bạn tri kỷ của mình, phải không quý vị? Người mà phải hiểu tận đáy lòng của mình, đó mới gọi là người tri kỷ của mình. Mình không cần nói ra, người đó hiểu ngay ý của mình, đó mới là tri kỷ. Quý vị biết thực ra con người vì ái nhiễm, cho nên mình cứ muốn người khác thương yêu mình giống như mình đã thương yêu họ. Thực ra không có điều đó đâu. Họ cũng thương mình, nhưng với điều kiện mình phải đáp ứng yêu cầu cho họ. Chứ còn mình không đáp ứng, họ không có thương đâu. Nhất định là như thế. Khi Đức Phật còn tại thế, thì có một vị vua không có thích Đức Phật. Vị vua này bằng tuổi với Đức Phật. Ông ta không thích Đức Phật là tại vì Đức Phật còn trẻ quá, mà mọi người tôn kính là Phật. Trong khi đó có nhiều đạo sĩ lớn tuổi hơn nhiều, có uy tín, có tín đồ đông mà còn chưa có được tôn xưng là Thế Tôn, là Đức Phật. Mà cái ông này mới có 40 mấy tuổi mà xưng là Phật, cho nên vị vua này ông không vui. Nhưng mà ngạc gì bà hoàng hậu á, thì lại quý Đức Phật, tôn kính Đức Phật. Cho nên ông không biết làm sao, không làm sao bây giờ. Thì một bữa nọ, vị vua này nghe các vị đại thần tâu lên rằng là cái ông Phật đó, ông tuyên bố yêu thương là đau khổ. Ông vua này ông nói Phật mà tuyên bố tào lao. Cho nên bà xã của mình, bà hoàng hậu là bà tin nhầm rồi, tin không đúng người rồi. Thì tới lúc đó ông nghĩ là ông có cách để ông chứng minh cho bà vợ biết được rằng Đức Phật không đáng được tôn xưng là Phật. Ông Sa-môn Gotama này tầm thường lắm. Thì bữa đó ông gặp, ông đi vô trong cung, ông ăn cơm với bà hoàng hậu. Ông mới kể hết, ông nói là thầy của Ái Khanh đó tuyên bố yêu thương là đau khổ. Thì bà hoàng hậu bà ngạc nhiên, không lẽ thầy của mình là đấng đại giác mà đi nói một cái câu gì không được? Tình cảm nó rất là quý báu trong cuộc đời này, tại sao yêu thương là đau khổ? Thế là bà kêu một cái người hầu cận rất là tinh cẩn, đem đường phèn với mật ong đi tới chỗ Đức Phật, đã cúng dường Đức Phật và hỏi thăm xem có phải Đức Phật tuyên bố câu nói yêu thương là đau khổ không. Rồi nhà ngươi hãy nghe hết những gì Đức Phật nói về bảo lại cho ta. Thì cái người hầu đó đi tới cúng dường Đức Phật xong rồi về thưa, và Đức Phật xác nhận câu đó Đức Phật nói là do có một cái anh
cư sĩ ảnh đau buồn vì ảnh có một đứa con duy nhất mà đứa con nó chết. Ảnh buồn tới mức ảnh điên loạn, tóc tai rũ rượi, áo quần xóc xếch, ảnh đi tới đâu ảnh kêu gào tới đó là hãy trả con lại cho tôi. Thì khi ảnh tới cho Đức Phật, ảnh cũng nói như thế. Ảnh kể ra cho Đức Phật nghe là ảnh thương nó vô cùng, nếu cần ảnh sẽ chết để cho nó sống. Tôi thương nó lắm, Đức Phật nói đó, yêu thương là đau khổ. Nhưng khi Đức Phật nói câu này xong thì ảnh đập bàn cái đầu, ảnh đứng lên là thôi không cho Đức Phật phân trần thêm nữa. Ảnh nói ông nói tầm bậy, yêu thương sao đau khổ, tôi yêu thương vợ, yêu thương con tôi, đó là một cái tình cảm dạt dào mà sao đau khổ. Thế là ảnh quay lưng ảnh đi. Ảnh đi ra ngoài, ảnh rau, bán hành, bán tỏi. Bây giờ mình quen kêu là đi bỏ xỉ. Thời đó không có công nghệ thông tin đại chúng như là phát thanh ha, đài đồ gì, mà quý vị biết chỉ có một ngày thôi, cả cái thành đó người ta đồn rằng Đức Phật nói yêu thương là đau khổ, chứng tỏ rằng thời xưa bà Tám rất nhiều. Đạo bà Tám có từ ngày xưa, chứ tới bây giờ đâu vô chỗ ổng lo tu. Ê, mày mua chiếc nhẫn đó mấy ly vậy? Mày mua đôi giày đó nhiêu vậy? Nhiều chuyện ớn không? Vô chỗ ổng lo tu là giờ ngó hầu sòn ra. Chết rồi có đem theo được không? Không có đem được. Thì Đức Phật mới nói đó, yêu thương là đau khổ. Vì cái anh này yêu thương với một điều kiện, rằng con của ảnh phải sống và lớn lên theo cái yêu cầu của ảnh, là nó sẽ kế thừa cái sự nghiệp của ảnh, trở thành một người đại trưởng giả. Nhưng mà bây giờ nó chết rồi, tức là cái điều kiện của ảnh không thành, cho nên ảnh đau khổ. Nhưng mà ảnh không để cho Đức Phật nói cái điều thứ hai. Mới nghe điều thứ nhất xong, ảnh đứng dậy ảnh đi. Thì bà Hoàng Hậu bà nói đúng mà, thầy của ta là bậc đại giác, đâu có nói tầm bậy. Có thế chứ. Thì ông vua ổng tự đắc lắm, ổng hạ gục được bà Hoàng Hậu rồi. Thế là ngày hôm sau ổng đi vô ăn cơm với bà Hoàng Hậu. Ổng dương dương tự đắc lắm, ổng xuống ngồi ăn cơm. Bà Hoàng Hậu ngồi đăm chiêu không nói tiếng nào. Vua mới nghĩ rằng là Hoàng Hậu buồn là vì sư phụ bị xúc phạm tới sư phụ. Thì ông vua hỏi tại sao vậy, Hoàng Hậu cũng không nói, cũng im lặng. Ông vua mới hỏi có chuyện gì thì nói. Bà Hoàng Hậu bà mới ngẩng lên, bà nhìn thẳng vào mặt của vị vua. Bà mới nói như thế này: thưa bệ hạ, có khi nào bệ hạ nghĩ một ngày nào đó đứa con gái duy nhất của chúng ta, công chúa, sẽ chết thê thảm bỏ chúng ta không? Ông vua nghe cái rùng mình liền. Ông mới la, ông nói tại sao mà Hoàng Hậu ác mồm ác miệng nói như vậy. Công chúa là con của ta mà, ta thương yêu nó hơn cả tính mạng ta, tại sao mà đi nói những cái điều mà nó ác ôn vậy, đi rủa xả vậy? Thì ông vua mới đứng lên, ông sợ. Bà Hoàng Hậu bà im lặng một chút và nói: đó, yêu thương là đau khổ đó. Lúc bấy giờ vị vua bắt đầu nín thở, ngồi xuống im lặng, vì biết câu nói này có lý. Rõ ràng chỉ đưa ra một cái giả thuyết thôi. Hoàng Hậu đưa ra một cái giả thuyết là nếu như một ngày nào đó công chúa, đứa con gái duy nhất của ta, chúng ta, nó chết thê thảm, chỉ là giả thuyết thôi, mà vua đã sợ rồi, vua đã cảm thấy đau xót tận đáy lòng của mình rồi. Cho nên lúc bây giờ vua từ từ ngồi xuống và im lặng suy nghĩ rằng câu nói này có lý. Im lặng một hơi, vua đứng dậy, vua nói: ngày mai trẫm sẽ đi tìm sư phụ của Ái Khanh. Hoàng Hậu nói: có thế chứ, đắc thắng rồi, chiến thắng rồi.